Khi mà nó đau thì mình tìm cách mình làm cho nó dễ chịu lại. Vậy thì trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta có những cái mà chúng ta khó chịu, chúng ta đã tìm cách làm cho nó dễ chịu chưa? Người thân của mình không có thoải mái gì về mình lắm thì mình có tìm cách làm cho người thân của mình dễ chịu về mình chưa? Hay là mình tuyên bố tôi gì đó, chịu không chịu thì theo, nghĩa là mình bất chấp, mình chỉ muốn sống theo cái tập khí, cái habits của mình. Như vậy thì mình chưa phải là người có hiểu có thương. Thương là phải hiểu, hiểu người đó đang muốn cái gì về ở nơi mình, và mình sẽ được là mình sẽ có thể làm gì để cho người đó nhận được cái tình thương của mình. Không bao giờ chúng ta nấu một món ăn cho người thân mà chỉ nấu mà không muốn người thân ăn được hết. Nấu là bắt là make sure chắc chắn rằng người đó sẽ ăn được mình món mình nấu. Ngày mấy bữa trước ở chùa có mấy anh thợ tới sửa cái hệ thống nước. Thì mấy anh Tây mà, cho nên rồi mình nấu một hai món kiểu người Việt Nam mình thì anh chịu thua. Thí dụ như mình mà được món dưa cải kho, rau củ kho, thập cẩm thì mình ăn rất là ngon, nhưng mà anh Tây là anh chịu thua. Cho nên mình khi một mình muốn người ta tới, thật ra trên nguyên tắc là họ đến đây mình không có chịu trách nhiệm chuyện ăn uống gì của anh đó. Họ đến họ làm thì cái chuyện đó là họ phải lo, nhưng mình không thể làm vậy. Thứ nhất mình ở xa, thứ hai là cái cách của mình rất là lúc nào cũng phải ưu đãi cái người thợ tới đây làm cho mình. Nhưng mà mình phải nấu những món ăn gì mà họ có thể ăn được. Cho ngày hôm kia cái bắt đầu làm ra cái món mì Ý để cho các vị đó có thể ăn được, hoặc là salad theo cái kiểu của họ. Hoặc là mình có nấu những món của mình thì những món như cơm, chiên, mì, xào gì họ có thể ăn được. Tại vì mình nấu là mình muốn người ta được ăn. Thì mình sống chung với người đó thì mình muốn mình hạnh phúc mà người đó cũng hạnh phúc. Chứ nấu ra tự nhiên ngồi ăn mình vậy đó, mấy món này tôi khoái không à? Thì như vậy mình không có khe cái người kế bên, mình không quan tâm. Tại cuộc sống nó chỉ có đơn giản. Thành ra thiện tri thức là gì? Thiện tri thức tức là mình làm sao mình hiểu nhau. Và khi mình hiểu nhau rồi á, hiểu có hai cách hiểu: hiểu những cái dở và hiểu những cái hay. Vì mình hiểu cái dở cho nên mình tìm cách làm sao mình chỉnh sửa nhẹ nhàng mà không để người đó cảm thấy khó chịu, là lúc nào mình cũng dòm ngó cái xấu của họ. Tại chúng nhớ có những người ta dở á, nhưng mà mình đừng có lúc nào cũng chỉ trích cái dở của người ta, thì người ta không đủ khả năng người ta tiếp nhận. Và lúc nào người ta, khi mà người ta không đủ khả năng tiếp nhận, thì người ta sẽ nghĩ rằng mình lúc nào cũng dòm ngó người ta, soi mói người ta, và người ta bắt tự ái người ta lên, là có thể người ta không tiếp nhận những gì mình chỉnh sửa. Chi bằng á, biết được như vậy cho nên mình tìm cách chuẩn bị sẵn những cái chuyện đó, để đưa từ từ nhẹ nhàng lách, đưa người đó đi vào trong đúng cái con đường mình muốn, mà không hề có một cái sự khó khăn nào, không để cho là mình thấy cái sai, nhất là người thân của mình. Và mình quán chiếu được có những người có thể lắng nghe và có những người không đủ khả năng lắng nghe. Có những người chấp nhận được sự sửa lỗi, có người không. Chẳng hạn như bài kinh soi gương bữa hôm đó. Vì những lý do nào mà một người được nhận thức là không ai nói chuyện được với người đó. Trong đó có một yếu tố là người đó không đủ khả năng tiếp nhận những lời chỉ bảo. Và chẳng những khi họ không khả năng như vậy thì họ sẽ làm gì? Họ sẽ tìm cách chất vấn trở lại, trả lời ngoài vấn đề, lộ sự bực bội để qua chuông. Tại vì họ hét lên một cái rồi là thôi, mình thấy người này rồi, bắt đầu là câu chuyện đi qua, nhưng mà một cách không giải quyết được gì hết, và chỉ lấy cái hét, cái áp đảo để cho nó qua một câu chuyện. Và cứ như thế chúng ta sống chung mỗi ngày. Và quý vị cứ tưởng tượng ngày nào cũng như vậy, hết năm này qua tháng kia, sống mấy mươi năm và không có vấn đề gì giải quyết hết. Tại vì mọi thứ được nêu ra thì chúng ta giải quyết bằng cách là hét lên, giận tức lên, rồi thì bắt đầu mỗi người một hướng, và người kia cảm thấy rằng thôi mệt mỏi quá,
Rồi cứ như thế, rồi dần như có những chuyện bây giờ thôi không thèm nói nữa, thì bắt đầu hết miếng rác này nó vô, hết miếng rác kia nó vô, thì nhà mình bắt đầu đầy rác và không ai hốt rác và lụm rác, dọn rác cả. Mình có nhặt rác, lụm rác, hốt rác, bỏ rác thì chỉ có một mình nó, phải tìm mọi cách. Một miếng thì chúng ta nhặt, lượm, nhiều miếng thì chúng ta phải quét, mà đông nữa là phải hốt. Chỉ là một ánh rác thôi, nhưng mà nếu chúng ta chịu một cái nào chúng ta giải quyết cái đó, thì chúng ta chỉ là lượm rác, tại vì nó có một miếng mà, đâu có gì. Một miếng thì là mình lượm rác, mà nhiều nữa thì là quét rác, và đi tới cái chuyện là hốt rác, và đổ rác, và chuyển hóa rác. Thì trong thân tâm của chúng ta cũng vậy. Nếu một cái việc nhỏ mà chúng ta không lượm ra thì cứ để là lâu ngày. Và quý vị có biết là những cái gì trong lòng của mình lâu ngày thì nó khó lắm. Cho nên mỗi ngày mình tu tập. Quý vị hôm nay là hành trì lương hoàng sám nè. Thì quý vị có nhớ là 12 lý do để phát nguyện tụng lương hoàng sám. Trong cái quyển đầu tiên nhất á, trong đó, đó là lý do nào đặt tên là từ bi đạo tràng sám pháp. Và trong đó đưa ra 12 lý do. Và có những lý do khi mình thực tập được cái pháp sám này thì mình sẽ làm cho người, cho mình được lan lạc. Nếu mà mình quên thì chút xíu rảnh cho mình lấy lại quyển lương hoàng sám, mở ngay chương đầu, trong đó có 12 lý do để chúng ta thực tập. Thật ra trong cuộc nhiều khi mình đọc tới đó, đó cái mình sẽ nói là trong cuộc sống của chúng ta có những cái chúng ta làm, tạm thời chúng ta đặt cho mình một lý do. Tại vì mình có lý do để mình làm thì mình sẽ hết lòng với công việc đó. Ví dụ như trong kinh nói, Đức Phật có một lý do để có mặt ở cõi đời này, đó là làm sao khai mở cho chúng sanh nhận được cái tánh Phật ở nơi mình và tu theo cái tánh Phật đó để được thành. Trong kinh Pháp Hoa gọi là ngộ khai thị ngộ nhập. Bốn chữ thôi, khai thị ngộ nhập. Khai mở cho chúng sanh, chỉ cho chúng sanh nhận được cái điều đó và nhập được cái đó. Khai Phật tri kiến, thị Phật tri kiến, ngộ Phật tri kiến và nhập Phật tri kiến. Phật tri kiến trong kinh Đại Thừa dùng nghĩa là chỉ cho cái bản năng, cái khả năng giác ngộ nơi tự mỗi người. Hay nói một cách khác là trí tuệ sáng suốt của mỗi người. Ai cũng có nhưng mà mình không biết, cho nên phải khai. Khai xong rồi phải chỉ. Giống như người ta đi ngang cái nhà đó mà người ta không biết rằng cái cửa đã unlock rồi, đã không có khóa, nhưng người ta sợ khóa, người ta không dám tới. Bây giờ mình chỉ cửa này không có khóa, chỉ xong rồi mở ra, mở cửa ra là khai, khai môn, khai cửa. Rồi người ta bước vô, tao đâu biết làm gì, chỉ đi ngã đó đó, vô ngã này nè, ngồi đây nè. Thị là chỉ. Để cho người ta nhận ra được cái đó và người ta nhập được cái đó. Quyển kinh này á có nhiều bài kinh hay, nhưng nếu cất trong tủ thì quý vị đi ngang nhìn vô, ồ chùa có cuốn kinh Nhật Tụng Thiền Môn hay quá, đẹp quá. Đẹp thôi chứ đâu biết gì đâu hay. Khen đẹp thôi. Trời, chùa có quyển Lương Hoàng Sám đẹp quá. Nhưng mà nếu mình kéo cuốn kinh này ra, mình mở ra, gọi là khai đó, rồi xong bắt đầu mình nhìn trong đó, nhận được, thì ra trong này quá trời lời hay, ý đẹp. Cho nên một quyển sách mình để đi ngang thì mình thấy nó sao? Đẹp thôi, chứ không biết gì trong đó đâu, khen hay khen dở. Cho nên mình cũng vậy, mình cứ đi, mình cứ nghĩ tôi dở lắm, tôi không tu được đâu. Lúc nào mình cũng thấy mình đỡ, nhưng mà mình đâu có khám phá nơi mình. Phật không muốn vậy, Phật muốn mình phải khám phá. Quý vị đâu bây giờ quý vị nghĩ rằng quý vị có thể ngồi được
Buổi sáng cả tiếng rưỡi đồng hồ lại được 108 lại, tụng kinh được như vậy, đâu có nghĩ đâu. Nhưng mà giờ mình đi chung với một đoàn thể như vậy thì người ta tụng, mình tụng, ta lại, mình lại, ta ăn, mình ăn. Rốt cuộc đi được tuần lễ khỏe luôn. Cho nên đại chúng nó có một cái năng lực. Và mấy ngày nay chúng ta hợp tác được với nhau giờ là gọi là thiện tri thức. Trong một đoàn 60 người, đâu có ai, có thể không ai quen ai. Nhưng mà ngồi chung cái băng thế nào cũng phải nói chuyện làm quen, ở chung phòng vân vân, cuối cùng đi về cái kết thân. Mới đầu không có số phone nhau mà giờ bắt đầu có số phone rồi đó. Và sau một cái chuyến đi này thì chúng ta sẽ có sự liên lạc, gọi là thiện tri thức. Vậy thì chúng ta biết nhau, biết cái tốt để khai phát, khai triển, và biết cái dở để làm sao giúp đỡ cho người đó chuyển hóa. Thí dụ mình biết cái người đó họ dở vậy đó, cho nên mình tìm cách mình nhẹ nhàng nâng đỡ họ mà không để cho người đó biết. Thì Phật dạy một trong những cái làm cho lợi ích chúng sanh, lợi ích cho tất cả, đó là chúng ta có được bạn lành, có thiện tri thức. Mấy ngày nay quý vị có đồng hành thiện tri thức 2 tuần lễ đi chung với mình, rồi mình sẽ học hỏi được với những người bạn chung đoàn với nhìn mình, thì cái người đó gọi là giáo thọ thiện tri thức. Và có những lúc mình mang thiếu áo lạnh, người đó cho mình mượn. Mình thiếu cái khăn, người đó cho mình mượn. Hoặc là thậm chí mình đem tiền không đủ, mình xài lớn quá, người đó cho mượn tiền. Đó là gì? Ngoại hộ thiện tri thức. Ngoại hộ là người ta trợ cho mình. Giống như Pháp Hòa tổ chức khóa tu, Pháp Hòa có rất nhiều ngoại hộ thiện tri thức. Có vị đến đây trước cả tháng giúp chuẩn bị mọi thứ. Rồi trong khi Pháp Hòa đang đi hoằng pháp thì ở nhà phải chuẩn bị cho quý vị, cho nên các thầy ở nhà bắt đầu phải lên đây dọn dẹp, chuẩn bị sẵn phòng ốc lau chùi sạch sẽ, gối mền rồi đem ra chuẩn bị. Thế đó, các vị đó là ngoại hộ của mình đó. Mình đến đây mình thấy rồi mình phải rước, mình phải có người tới để lo ăn uống cho mình. Đúng không? Từ ở trên Trúc Lâm qua nhà thăm dưỡng lão tuổi hạt và lên tới đây. Đi tới đâu mình cũng được cái sự chuẩn bị sẵn đó. Đó là những người đó, người ta ngoại hộ cho mình. Nếu không ai ngoại hộ cái là bắt đầu phải chia phiên mình đi xuống nấu, cái mình mất thời gian của mình. Không có thời gian để mình tu tập. Cho người ta muốn yểm trợ cho mình toàn tâm toàn ý trong 7 ngày này để mình tu tập. Người đó ngoại hộ cho mình. Và các vị mà hướng dẫn cho mình đó là những người giáo thọ thiện tri thức của mình. Và trong đoàn này những người đi chung là đồng hành thiện tri thức. Thiện tri thức có 3 loại ha. Giáo thọ thiện tri thức, đồng hành thiện tri thức và ngoại hộ thiện tri thức. Đồng hành. Còn người là hướng dẫn là giáo thọ. Nhưng mà cái người đồng hành của mình cũng có thể họ là giáo thọ của mình. Tại vì có những cái họ hay lắm. Họ nói được những câu mà mình bất khả tư nghị. Mình chắc làm không được. Nói chưa được. Rồi trong khi mình đi tu tập, mình nghe Pháp. Chữ Pháp này không hẳn phải là Phật Pháp. Đây là những gì có chân lý, có lẽ thật, có khả năng hướng dẫn cho mình. Mình có nghe Pháp và biết Pháp. Hồi sáng quý vị đọc kinh Người Biết Sống Một Mình. Và cái bài kinh Người Biết Sống Một Mình đó, nếu mà nói ngắn gọn là nó chỉ cái bài kệ hồi sáng mình tụng. Quá khứ không truy tìm. Đừng tìm về quá khứ. Đừng tưởng tới tương lai. Quá khứ đã không còn, tương lai thì chưa tới. Một cái giây phút mình vừa nói lên thì nó đã trở thành quá khứ. Thí dụ nãy mình ấy mới bước vô đây ngồi xuống, 2 phút sau thì 2 phút đó quá khứ. Pháp Hòa nói thưa đại chúng thì dứt cái câu đó, thưa đại chúng đã thành quá khứ.
Tại sao mình Đức Phật mới nói là nếu người nào á suy nghĩ rằng hình thể mình từng như thế, hồi sáng nhớ không, hình thể mình từng như thế, cảm thọ ta từng như thế, tri giác ta từng như thế, tâm ta từng như thế, nhận thức ta từng như thế. Như vậy trong này Phật dùng cái, trong cái bản dịch gọi là gì? Hình thể, cảm thọ, tri giác, tâm tư, nhận thức, năm thứ. Vậy thì năm thứ này, cái từ quý vị thường nghe nhất đó là gì? Là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Trong Bát Nhã Tâm Kinh quý vị thường tụng. Như sắc á, thì chúng ta dịch là hình thể, sắc thể nè. Thí dụ như bây giờ mình á, mình nhìn cái hình của mình bây giờ, trời ơi, tôi muốn cái hình hồi cũ á, tôi hứng cái hình tôi hồi 20 tuổi á, hỏi giờ cô nhiêu? Dạ 60. Thì bây giờ 60 tuổi mà nhìn lại cái hình hồi 20 có khác không? Khác lắm. Mà nếu mà người nào lưu luyến cái hình thể ta như thế thì người này sống bằng cái gì? Sống bằng quá khứ. Rồi sắc, thọ. Cái thọ của mình nó có mãi mãi không? Cái cảm thọ đó. Mấy ngày nay Pháp Hòa nghe, như em ví dụ như lạnh quá cái tăng sữa lên, chừng nửa tiếng sau nó nóng quá bớt được không? Chỉ là cái cảm thọ của nóng lạnh thôi, chứ chưa nói tất cả những loại cảm thọ khác. Thật ra hoặc là quý vị biết là hồi mình trẻ đó, cái cảm nhận của mình nó khác, cái cảm thọ của mình nó khác với cái lúc mình lớn tuổi. Thí dụ như hồi trẻ đó mình không sợ lạnh, nhưng mà càng lớn tuổi mình càng sợ lạnh. Rồi hồi mình mới định cư Canada không sợ lạnh, ở càng lâu càng sợ lạnh, tại vì nó thấm rồi. Như vậy thì cái hình sắc, cái cảm thọ, thì chữ sắc trong Bát Nhã Tâm Kinh gọi đó, nó nghĩa là gì? Nó là hình thể, sắc tướng của chúng ta. Cái nhà mà mình thấy của 20 năm trước, hay là làng xóm của mình và cái nhà mà hiện tại chúng ta thấy, nó phải khác chứ. Tại vì nó phải biến đổi. Mà cái biến đổi mình không tiếp nhận được, mình cứ chấp vào cái hình tướng của quá khứ thì mình sẽ là người khổ. Từ thân tướng của mình, từ những cái gì chúng ta có, sắc, thọ, cảm thọ đó, hành tức là tâm hành của mình, sắc, thọ, tưởng, tưởng là tri giác của mình. Cái quý vị chưa tới tu viện Tây Thiên thì quý vị tưởng là tại vì quý vị coi theo YouTube, coi theo hình ảnh, vân vân, thì cái tưởng đó với cái mà quý vị đặt chân tới tu viện Tây Thiên khác không? Khác. Chỉ có thể quý vị thấy nó quen quen thôi. Ồ, tôi coi phim tôi thấy hay, hay thấy khung cảnh này nè. Bữa nay tôi thật sự có mặt ở khung cảnh này, và cái hình mình thấy trong phim và thực chứng mình đang đứng ở đây nó khác. Thì cái tưởng của mình đó, và cái tưởng của mình đó, nó luôn luôn nó thay đổi, cho nên nó cũng là cái quá khứ. Nói tóm lại là sắc, thọ, tưởng là hành, tâm hành của mình, nhận thức của mình khác hết. Lúc trẻ mình nhận thức khác, lúc già nhận thức khác, lúc mình vui mình nhận thức khác, lúc mình buồn mình nhận thức khác, lúc mình thích và lúc mình không thích, tất cả đều khác hết. Cho nên nếu người nào sống ôm ấp một cái quá khứ, cho nên trong kinh gọi là những gì thuộc về quá khứ ấy, người đó nhận thức như thế, nghĩ như thế và khởi tâm ràng buộc quyến luyến về những gì thuộc về quá khứ ấy, thì người đó đang tìm về quá khứ. Sống bằng cái quá khứ cho nên khổ. Tại vì nếu mà lấy cái quá khứ so với cái hiện tại nó khác nhau quá. Cho nên ví dụ một người nào đó mà người ta gặp mình ở cái tuổi 50, 60, ta nói ủa sao lúc này nhìn khác với hơi 30 quá vậy. Chuyện quầy vốn. 30 tuổi nó phải khác hơn 50 tuổi, 20 năm sau mà.
Phim mà thường thường nó muốn nói một cái khác nhau. Phim đứa nhỏ bị thất lạc xong cái rồi 18 năm sau là có một câu chuyện mới. Rồi 20 năm sau. Đó là quá khứ. Rồi bây giờ tới tương lai. Thì người nào nghĩ bây giờ cái quá khứ đó mình đã có mặt, mình đã nhận rồi, xong mình ôm ấp cái quá khứ đó, mình không buông được, tại vì mình cứ muốn cái quá khứ đó mãi mãi, thì mình sẽ khổ. Và mình sống như vậy, lúc nào tâm tư mình cũng bị cái quá khứ đó nó dằn vặt, nó kéo lôi, nó làm khổ. Cho nên nói mình thấy một mình sống một mình chứ đâu có sống mình đâu, mình sống như một đống của quá khứ. Mình sống như một đống của quá khứ. Thí dụ như là mẹ mình hồi còn sống, bây giờ mẹ mình mất rồi. Mình biết mình thương mẹ là tốt, cái tâm hiếu thảo của mẹ là tốt, nhưng không phải là mình cứ nhớ thương khóc lóc hoài như vậy gọi là hiếu. Cái đó được, nhưng mà nó sẽ làm cho mình bi lụy và không thực hiện được cái thiết thực cái chữ hiếu của mình. Bây giờ mình sống thiết thực nè, mẹ mình sẽ rất muốn mình sống tốt, sống lành mạnh, sống khỏe khoắn. Vì bằng cách là mình sống cho an hòa trong giây phút hiện tại, và mình thực hiện được những hoài bão của mẹ mình, hay là mình sống lành mạnh, thì như vậy gọi là mình trả hiếu và mình nhớ mẹ, chứ không phải mình ôm ấp. Thí dụ mình tới cái bàn, mình ngồi mình ôm mình khóc, mẹ con hồi đó ngồi đây nè, xong mình lại mình ôm cái giường mình khóc cả ngày, mình cứ thấy chỗ nào cũng có mẹ hết, tại mình ở cái nhà đó thì mẹ mình chỗ nào cũng có mặt. Rồi mình ôm tất cả mọi cái cảnh chỗ đó, rồi mình ngồi mình khóc, không làm gì hết, cả ngày mình chỉ khóc thôi. Mình nghĩ như vậy là mình thương, nhưng mà thật sự cái đó chưa phải là cái tích cực. Và chắc chắn rằng mẹ không muốn mình như vậy đâu. Thì cũng giống như á, mình đi Ấn Độ á, mình đi Ấn Độ, mình tới cái Bồ Đề đạo tràng, tổ cây Bồ Đề, mình sẽ khóc. Mình tới chỗ Phật chậm Niết Bàn, mình sẽ khóc. Ở đây có ai khóc không? Ai đi Ấn Độ chưa? Pháp Hòa đi Ấn Độ, hồi đó Pháp Hòa nghĩ đâu cần đi Ấn Độ chứ. Nhưng mà khi mình được đi đến Ấn Độ rồi, mình đi đến cái chỗ Đức Phật Niết Bàn ấy, chưa tới nữa. Nghĩa là mới tới cửa thôi. Mới tới cái cửa của chùa, cái khu vực Niết Bàn thôi, mà cầm cái lá y lên mà tự nhiên mình có một cái cảm giác là mình đang đi dự tang lễ của Đức Phật. Là bắt đầu mình khóc từ ở cái đầu đường, mình khóc vô tới trong. Mà khi mình bước vô cái chỗ đó, mình thấy tôn tượng Đức Phật đang nằm như thế, rồi bắt đầu khóc. Thì bây giờ mình khóc xong rồi thì mình khóc để không phải mình phô trương, mình khoe khoang gì, mà ai tới đó cũng cảm xúc như vậy. Nhưng xong rồi, mình khóc xong rồi, quẹt nước mắt đi về nhà, mình tỉnh bơ mình đấy. Nhưng mình khóc xong rồi, cái khóc đó sẽ làm gì? Mình đến được chỗ Niết Bàn rồi, mình sẽ làm gì? Và mình phát nguyện với Đức Phật, mình sẽ tu tập như thế nào để đền ơn Đức Phật đã chỉ dẫn cho mình. Như vậy thì Đức Phật sẽ happy hơn, sẽ vui hơn. Cũng giống như hôm nay chúng ta đọc kinh. Nhưng nếu chúng ta đọc kinh xong rồi, chúng ta khép quyển kinh lại là chúng ta đi rồi, chúng ta vẫn sống y buông lung. Trong này quá nói quá trời tội lỗi luôn. Nhất là cái quyển thứ tư nói rõ quả báo. Đủ kiểu tội hết, mà xong rồi đứng dậy chẳng nhớ nhân nhớ quả gì hết, vẫn tạo tác y chang vậy. Thì cũng được, trong khi mình tụng kinh cũng tốt mà. Nhưng nếu hay hơn nữa, trọn vẹn hơn nữa, là mình sẽ nhớ rõ nhân quả, sợ nhân quả và không dám tái phạm. Thì cái này nó trọn vẹn. Cái kia nãy mình mới được 50% hoặc 30% là mới tụng thôi, mới đọc thôi, mới nghiền ngẫm thôi, hay là mình hiểu thôi. Nhưng mà nếu mình thực hành nữa thì cái này nó sẽ trọn vẹn. Chứ không có thể nói là tụng kinh vậy chẳng lợi ích. Không, có chứ, có lợi ích. Là chúng ta đã ngồi, chúng ta chịu khó, chúng ta đọc. Nhưng nếu mà nó là trọn vẹn thì chưa. Cũng giống như mình nấu tô canh rất là ngon rồi, mà vậy chỉ còn thiếu miếng ngò, miếng tiêu thôi. Thật ra tiêu ngò nó chẳng nói lên điều gì của tô canh hết á. Nhưng mà nếu có hơn nữa thì tô canh này nó làm sao? Hoàn hảo. Cũng giống như mình ăn món mà trò chỉ cần thêm miếng ớt, miếng chanh nữa thôi ha, là tô này là
hoàn hảo rồi đó. Perfect. Ăn cũng được nhưng mà thêm miếng ớt nữa sẽ ngon hơn. Phong Hòa thường tập đừng có bác cái gì hết, đừng có thấy gì là dở, cái gì cũng được hết á, nhưng mà có điều là được bao nhiêu phần trăm. Mình nên nhìn như vậy hơn là cái gì mình cũng bác. Và mình sẽ trở thành một người sống cái gì cũng biết bác ra mà không bao giờ tiếp nhận, không bao giờ chấp nhận. Ví dụ một nồi cơm nó sống, nó đâu có sống trọn cái nồi cơm đâu, nó chỉ sống ở cái phần trên thôi. Mình vớt cái phần cơm sống ra và mình nhận cái phần cơm chín ở khoảng giữa để mình ăn, chứ nó đâu có nào sống hết cả nồi đâu mà mình đập đổ cái nồi, mình chửi bới cái nồi cơm và thậm chí chửi luôn người đâu. Người ta cũng đâu có muốn làm cơm sống đâu, nhưng mà người ta không biết canh nước. Thì ở đây chúng ta nên tiếp nhận và mình nên tập sống như vậy, để mình thấy rằng trên cuộc đời này có những người xung quanh mình ai cũng có những cái phần. Nhưng mà nếu mà đi tìm hoàn hảo, mình hoàn hảo chưa? Mình đi tìm người hoàn hảo. Và cái không hoàn hảo của mình là lúc nào cũng chỉ trích những cái bất hảo của người khác. Đó là cái không hoàn hảo của mình, nhưng mình không thấy. Mình ngồi giống như mình thánh vậy đó. Mình phán người này, mình phê người kia, gọi là phê phán đó. Nhưng mà mình không thấy được cái cách phê phán của mình. Thành ra cuộc sống này nó sẽ bắt đầu nó khiếm khuyết. Con của mình nó dở thật, nhưng mà đâu có nghĩa là tất cả cái gì nó cũng dở đâu. Hồi đó Pháp Hòa có một chú tiểu, chú lì lắm. Nhưng mà có những lúc chú rất dễ thương. Thường ở chiều chủ nhật xong Pháp Hòa mệt, làm suốt cả ngày rồi mệt, chứ Pháp Hòa hay vô phòng chơi với mấy chú. Nhiều lúc ngã lưng trên giường mấy chú, cái Hòa ngồi nằm gác tay vì cái thiếp ngủ. Thì Pháp Hòa thấy mơ mơ màng màng, thì Pháp Hòa cảm nhận được có ai đó đắp mền cho mình. Thì khi mình mở mắt ra, mình thấy chú tiểu đó đó. Chú tiểu đó đắp mền cho Pháp Hòa đó. Rồi nhiều lúc mình thấy nó trớt trớt vậy đó, nhưng mà hãy nói thầy sắp sửa đi đâu á, Pháp Hòa bước xuống cầu thang á, là thấy cái đôi giày đã quay lại cái chỗ mà thầy bước xuống, là thầy chỉ cần xỏ giày vô thôi. Mình thấy nó trớt trớt vậy đó. Người Huế hay kêu trớt trớt. Nhưng mà nó có những cái rất dễ thương của nó, là nó tinh tế. Nó có thể nó không tinh tế ở những chỗ khác, nhưng mà cái chỗ này nó lại tinh tế. Thế nó nói thầy đi đâu cái là nó chạy lên, nó xách đôi giày của thầy, nó quay lại, nó để ngay chỗ cầu thang. Quý vị hiểu và nói vậy đó. Cho nên bây giờ mình nhìn đi. Thí dụ ta nói tô canh này lạc, lạc thôi chứ đâu có nghĩa là nó sống, nó cái gì đâu, nó chỉ là lạc thôi mà. Như vậy tô canh này nó đâu có hẳn là nó dở đâu. Nó vẫn nấu chín nè, nước nó vẫn ăn được nè. Nêm nếm cũng có muối, có đường, có bột nêm, chỉ hơi lạc thôi. Vậy thì cái hơi lạc nó đâu có nghĩa là tô canh nó hoàn toàn nó hư, không ăn được. Nên tập sống như vậy. Và thường Pháp Hòa hay thấy như vậy, tập như vậy, cho nên mình thấy mình ok lắm. Xin lỗi, nếu mà nồi cơm khét đó, khét vẫn ăn được. Ở đây có bao giờ mình lỡ hâm gì nó khét cái mình ra mình làm gì? Bẻ những chỗ khét ra, cào những chỗ khét ra. Lỡ nướng bánh mì khét là không lẽ dùng. Nó chỉ khét phần trên thôi mà, dạt dạt cái phần khét ra, ăn được phần đó. Có người nào mà nấu canh mà lấy bó cải ra mà không cầm lên lửa, lửa cải, lặt cải không? Lúc nào cũng vậy thôi. Hãy nấu canh lấy rau là phải lặt rau. Mà lặt rau là cái nào héo thật sự là bỏ, cái nào còn ăn được thì sử dụng. Già thì nấu lâu chút, non thì để nó ra. Ở đây Pháp Hòa hay nói rau nhút mắc lắm, mà lâu lắm mới kiếm được bó rau nhút nhúm nhỏ nhỏ. Họ để sẵn vô cái vỉ họ bán chứ đâu cho mình lựa. Họ để sẵn vô cái vỉ họ ráp lại. Rồi nhiều khi mua về cái trời nó dai, nó già, ăn đâu có được. Không lẽ giờ dục sao?
sắc thiệt là nhỏ ra, rồi bỏ vô nấu canh. Nhỏ thì nấu canh nó ra cái mùi thơm, và vì nó nhỏ cho nên mình vẫn ăn được. Cho nên nó già nó dai nhưng có cách thì ăn cũng được. Cho nên từ cái miếng ăn, từ cái cọng rau, từ cái cuộc sống. Hồi đó Pháp Hòa may quần áo cho mấy chú tiểu mặc á. Cái thời mà còn chuyện ngày qua lại rất là khó khăn may quần áo á. Đặt mang bộ đồ bệnh đem qua mấy ổng mặc chừng tháng hai tháng là nó khác rồi, nhổ giò cao quá. Trời ơi, giờ may sao kịp. Cái mà nếu mình sổ cái ống quần á là sổ tới hết ga rồi, sổ tới đắp miếng vải làm sao rồi sổ gì nữa. Bây giờ quý vị biết mà làm gì, nói khúc lưng quần. Nói ở dưới không được thì mình nói khúc trên. Nói riết cái đáy nằm dưới. Cái đáy quần nằm dưới. Rồi xong rồi mấy ông chơi banh á, xuống cái quỳ dưới đất, cái rách hai lỗ đầu gối. Cái vá cái là vá xong rồi cái là lật cái phía giá ra sao mặt ra phía trước, làm lũng hai lỗ nữa là bốn cái tivi. Việt Nam mình vá đồ kêu là tivi. Rồi đến khi nào mà mấy bộ áo quần của mấy chú không còn mặc được nữa, quý vị biết trước khi bỏ ra Pháp Hòa làm gì? Lắc mấy cái nút lại, nút bóp á. Nút bóp á nó còn tốt, những cái nút thắt nó còn tốt, chỉ cái áo nó rách nó hư thôi. Mấy cái nút còn được, lượm mấy cái nút đó lại để mai mốt mình có mình ráp vô. Thậm chí mình lượm là một cái nút bóp mà một cái thôi, có những cái nút nó thiếu phần này thì mình có cái này mình ráp vô. Từ nhỏ tới lớn Pháp Hòa luôn luôn sống như vậy. Có những cái mà mình nghĩ là mình sẽ bỏ nhưng để đây sử dụng. Thì thưa đại chúng là mình tập từ cái sự vật như vậy thì mình sẽ ứng xử với người cũng như vậy. Và từ đó mình thấy mình có rất nhiều thiện tri thức, chứ đâu có ai ác tri thức xung quanh mình đâu. Tại vì mình đặt để người ta nhiều quá. Mình vẽ cho người ta một cái hình mình muốn. Quý vị có nghe câu chuyện đó chưa? Có một cái đoàn người cướp, họ đứng một cái góc rừng đó. Ai đi ngang á, họ bưng cái giường ra, họ đặt cái giường sẵn, người nào đi tới họ đặt lên. Người nào mà ngắn á, họ kéo ra cho bằng cái giường. Người nào dài họ chặt. Nghĩa là họ lấy cái giường đó, họ đo tất cả mọi con người. Người nào mà dài hơn cái giường của họ đó, họ sẽ cắt chân của người kia, miễn bằng cái giường của họ thôi. Còn người nào mà ngắn quá, họ tìm cách, họ hành hạ người ta bằng cách kéo cái cơ thể người đó cho bằng. Đó là một câu chuyện thôi, chỉ để muốn nói là mỗi người chúng ta luôn luôn có một cái giường. Và cái giường đó của mình, và mình muốn mọi người phải vô cái khuôn đó. Cái giường đó chính là cái khuôn của mình đó. Mình bắt mọi người phải đúng cái khuôn của mình mới được. Không đúng là mình dạt ra hết. Thì cuối cùng á, mình sống với một cái khuôn thôi. Mình sống một cái khuôn, mà trong khi đó mình hay kêu là vườn hoa nhân loại. Mà vườn hoa thì phải sao? Phải nhiều hoa chứ. Vườn hoa nhân loại thì phải có nhiều cái hoa, nhân loại thì có nhiều. Cho nên người nào ôm một cái quá khứ và buộc một cái tương lai thì là khổ. Nhưng mà hiện tại thì sao đây? Ví dụ hiện tại nè, quý vị đang ở đây, quý vị đang thảnh thơi, quý vị đang được thực tập, vân vân, thí dụ đi. Nhưng đừng bám víu cái hiện tại này. Tại vì thủy chung tất cả các pháp nó phải đi về cái vô thường. Hết ngày rồi, phải xách gói đi về thôi. Nhờ có đi về như vậy thì có ngày mới sao hâm hở đi trở lại nữa. Cho nên ta chữa xa nhau đã nhớ nhau. Nhớ nhau vì nỗi phải xa nhau. Có xa mới có nhớ. Không? Ta chữa xa nhau đã nhớ nhau. Nhớ nhau vì nỗi phải xa nhau. Xa nhau chi để cho nhau nhớ. Mà có nhớ nhau, mà có xa nhau mới nhớ nhau. Chỉ có bài thơ chỉ có hai chữ xa nhau và nhớ nhau thôi. Nhưng mà cái nào nó cũng có cái tương ứng của nó.
Cho nên trong một cái rủi cũng chưa chắc là rủi đâu, nhờ cái rủi mà nó có cái này. Ví dụ một cái đám mây rất là đẹp, nhưng mà nếu mình bám chặt đám mây, mình biểu mây ơi, gì đó mây sao còn lơ lửng không bay về đây. Nhưng mà nhờ mây nó bị nó tan rồi, nó mới xuống đây, nó mới làm mưa cho mình được. Chứ nếu mà nó mãi mãi là mây thì mình đâu có mưa. Mà nếu mà nó xuống đây mà nó không, nó ở đây hoài là mình ngập lụt. Cho nên phải bốc hơi để thành những đám mây. Đó là cái nhìn chánh niệm tuệ giác. Và sự tu tập của chúng ta là chúng ta muốn có được cái chánh niệm như vậy. Để chúng ta sống và chúng ta biết tiếp nhận. Từ cái gì nó khét, từ cái gì nó sống, nó không hạ, nó sống một nồi cơm không có nghĩa là nồi cơm nó hoàn toàn sống, có những khúc còn ăn được. Khét thì mình cạo cái phần khét ra, có những cái còn ăn được. Một bó cải thì không ai cầm ra mà cắt mà nấu hết, đều luôn luôn phải cầm lên và đủ tuệ giác để thấy lá nào héo, lá nào ăn được. Thì Pháp Hoài chỉ muốn giới thiệu cái một chút xíu về cái cách thức tu tập. Và một trong những cái tu tập chúng ta là tập nhìn, mà nhà Phật gọi là quán chiếu. Chúng ta phải có tập một cái quán chiếu nhìn sâu. Để chúng ta bắt đầu nhìn sâu vào sự vật thì chúng ta sẽ tìm ra được những cái then chốt của nó. Đức Phật dạy trong Kinh Lăng Nghiêm á, như một cái nùi chỉ mà nó rối, mà chúng ta càng hấp tấp vội vã tìm cách nó càng rối hơn. Chứ khi nào chúng ta nhẹ nhẹ chúng ta tìm ra được một cái gút, tháo được một gút, thì bắt đầu từ đó nó sẽ giúp cho mình tháo từ từ. Ở đây ai có từng tháo chỉ, tháo những cái nùi dây thì sẽ biết. Mình càng bực bội thì nó mình rít nó thì nó càng siết. Bình tĩnh lại, ngồi tìm cho ra cái mối. Thường thường ở đây người ta xài băng keo, những cái cuộn băng keo bự á, khi mà dán đồ xong cái người ta cắt ngang, cái người ta quên làm cái dấu, cái rồi cái nó dính lại cái mất tiêu. Mà có nhiều người người ta không có đủ kiên nhẫn á, ta lấy cái cây dao ta gạch ngang để ta tạo thành một cái đường mới. Nhưng mà thật sự đâu có cần. Cái cách của Pháp Hòa là Pháp Hòa lấy cái ngón tay Pháp Hòa rà, mà cái ngón tay mình nó chạm vào cái lằn của cái miếng băng keo là mình cảm nhận được liền, là mình gỡ rồi bắt đầu mình đi ra cái đầu mối, mình khều khều nó lên là mình mở ra được liền. Còn người không biết chỉ cần gì dụng chừng 10 giây thôi là đã tìm ra cái mối rồi. Đi chiều này không đó, đi ngược lại chiều thế nào cũng sẽ tìm được cái mối mà nó dính vào đó. Và nếu mình nằm ở dây giữa, mình gỡ khó, đi ra cái góc nó có cái cạnh đó, chỉ khều khều cái cạnh nó lên là nó tróc lên liền. Thì thử ra cuộc sống nhiều khi cuối cùng ăn keo nó cũng không đến nổi là không gỡ được đâu. Thấy tưởng chừng như mất mối, mất dấu, nhưng mà thật sự tìm là sẽ ra nhau. Cuộc sống nó rất là đơn giản như vậy. Và cái sự tu tập của chúng ta là ở cái chỗ chúng ta chịu khó bình tĩnh, nhẹ nhàng để chúng ta thấy được. Cái đó gọi là chánh niệm. Pháp Hòa muốn giới thiệu với đại chúng cái cách tu tập, đặc biệt là những vị nào mà lần đầu tiên mình tham dự. Thứ nhất là mình đi hành hương, giống như mình, xin lỗi mình nói, giống như một chuyến đi du lịch. Nhưng mà nếu chúng ta chỉ biến một chuyến đi chơi bình thường vãn cảnh thôi thì cũng đâu có sao. Nhưng mà nó chưa được trọn vẹn nếu chúng ta kết hợp cả hai thứ, vừa vãn cảnh tham quan mà vừa có một chút
hướng tâm về cái đời sống tu tập, thì tự nhiên cái chuột du lịch này nó không hề lãng phí, mà nó trở thành ra một cuộc du lịch mà chúng ta có cơ hội để chúng ta khám nghiệm, trải nghiệm chính bản thân mình đã trải lòng sống với tha nhân, sống với những người không phải bà con quyến thuộc của mình, và có một cái đi đến một cái nơi khác mình thích ứng mình sống như thế nào. Ví dụ như mình nói là con muốn vãng sanh cõi cực lạc đó, mai mốt cái cách sống cực lạc nó khác dưới này dữ lắm. Mà nếu mà dưới này mình sống chưa quen thì trên đó nó còn không quen dữ nữa. Thí dụ vậy, tập cho mình một cách sống trải nghiệm. Có nhiều khi mình ở chung một nhà với nhau mỗi ngày mà như vậy, ai cũng biết tánh mình rồi, cho nên ta chiều mình hết đó, mình đâu thấy được mình đâu. Rồi mình đi ra ngoài là người ta không biết ý mình, rồi ta làm trật lất hết trơn á, chừng đó mình mới biết là lâu nay mình thế nào. Như vậy là mình, tại sao ở nhà mình không có vụ này? Tại mình được chiều cái bản ngã đó. Cái bản ngã của mình đã được chiều chuộng, cho nên mình sống theo cái bản ngã chiều chuộng. Và khi đi ra ngoài rồi không ai biết gì, không phải người ta cố ý, trong cái vô tình người ta làm trật ý mình, và mình đã phát hiện ra rằng vậy thì xưa nay mình bị ru. Mình bị ru, mình tưởng mình hiền lành lắm, mình tưởng mình dễ dãi lắm, mình tưởng mình tiếng Anh gọi là easy going lắm, nhưng mà thiệt sự là mình không easy chút nào hết á. Mình rất là khó chịu. Thí dụ kêu ly nước nóng mà không nóng cũng không chịu nữa. Nước này nước nóng là phải nóng, thí dụ vậy đó. Hoặc là bây giờ mình ở nhà mình nó lúc nào mình ăn cũng nóng hổi vậy đó, tự nhiên đi ra ngoài này mình ăn nó nguội vậy đó. Một là mình muốn nóng cũng không được, không có phương tiện khác, đi đường mà, trên đường đi mà, mua bánh mì mua gì ăn đại thôi, để mà mười mấy tiếng đường xe mà, bây giờ muốn cũng không được, thì bây giờ mình tập sống làm sao đây? Cũng giống như quý vị sắp sửa sẽ có một chuyến bay 14-15 tiếng quay về. Về đâu? Từ Vancouver bay về đâu? Không, phải qua Thái Lan hay qua Đài Loan. À, từ Vancouver qua Đài Loan là cũng phải 14 tiếng. Thì cho là mười mấy tiếng đi, 10 tiếng cũng được nữa. Nhưng mà cái vấn đề là trời ơi, tôi bị gò bó chân 10 tiếng. Muốn xuống dám mở cửa không? Mà có dám ai vô mở phải không? Sống làm sao được 10 tiếng trong cái chiếc máy bay đó? Đôi khi á, mấy đứa nhỏ nó hay bị như vậy. Phá hoại đi cái ví dụ, bây giờ con có một cái chuyến bay dài, con không làm được gì hết, và con phải làm gì để con nhẹ nhàng thoải mái trong 10 tiếng đồng hồ trong chiếc máy bay mà con biết con không làm gì khác hơn được. Cuộc sống của mình đôi lúc nó ở trong một cái hoàn cảnh là chúng ta không làm gì khác hơn được, và phải ở trong một cái hoàn cảnh đó, chúng ta phải làm sao? Nếu mà chúng ta là một con trai á, là chúng ta sẽ quằn quại, và từ cái quằn quại khổ đau đó nó tiết ra được một cái chất, bao được một cái viên sỏi, viên cát, và từ viên cát nó thành một viên ngọc trai. Chúng ta là một con tầm mà nó ăn lá dâu, mà nếu con tầm mà nó ăn lá dâu mà nó nhả ra lá dâu là con tầm này không thành công. Con tầm ăn lá dâu nhưng mà phải nhả ra tơ. Chúng ta cũng vậy, mỗi ngày chúng ta nuốt bao nhiêu cái khổ đau, chịu bao nhiêu những cái khó khăn, mà sau đó chúng ta nhả ra cho đời bao nhiêu cái tuệ giác, cái hạnh phúc, cái kinh nghiệm sống, thì chúng ta là một người sống thành công. Má tôi hồi xưa chửi tôi như vậy đó, bởi giờ tôi chửi tôi nhỏ là y chang vậy, là mình con tầm ăn lá dâu mà nhả ra lá tầm lá dâu đó. Hồi nhỏ tôi bị má chồng tôi hà hiếp như vậy đó, cho nên giờ mấy con dâu tôi nó phải bị y chang vậy đó. Không, quý vị hiểu được chỗ này không? Tại đó nếu mình làm mình đã khổ như vậy mà mình làm khổ người khác nữa thì mình đâu có thành công. Cho nên mình đã nghèo rồi mà bây giờ mình có khả năng tốt hơn thì mình phải thương người nghèo, thì mình mới là cái người nghèo thành công. Bây giờ mình giàu rồi mà không phải giàu của nữa, mà giàu luôn cả cái tấm lòng của mình, vì mình đã hiểu được, thấu hiểu được cái khổ của nghèo, cho nên biết thương người nghèo.
Còn nếu mình đã nghèo xong giàu rồi, giờ nó tôi phải ăn chơi xả láng để trả thù những ngày nghèo. Đâu có tội lỗi gì đâu, không có tội lỗi gì hết. Cái đó là quyền của mình. Nhưng mà mình là một con tầm ăn lá dâu và nhả ra lá dâu. Cho nên mình đó, sống làm sao mà mình, cái khổ của mình chừng nào thì mình thương đời nhiều chừng nấy, thì mình biết là tâm từ bi của mình, cái tâm thánh thiện của mình nó được khai mở. Mình đi con đường đó nó trơn, và mình sẽ trở lại, mình rải muối lên để người khác đừng trơn. Và thậm chí mình còn phải dặn cẩn thận nghe. Quý vị đã từng thấy những người đi vậy, ta đi xong cái ta trơn, cái ta quay lại cẩn thận nghe, chỗ này trơn dữ lắm đó. Còn mình nói kệ nó, tôi qua được rồi, cho mấy đứa nó té chơi cho biết. Cho quý vị đọc kinh Địa Tạng phải không? Một vị thiện tri thức thấy người kia đi sai đường đó, nắm tay người đó dắt ra khỏi đường. Mà trước khi nắm hỏi: ô hay, người có biết đây là con đường hiểm nạn không, mà sao dám vào con đường này? Xong rồi dẫn tay người đó ra, và trước khi từ biệt dặn phải nói cho mọi người biết đây là con đường hiểm nạn. Đọc kinh Địa Tạng nhớ đoạn đó không? Đó là cái tâm lượng của người sống. Người đó là người sống biết quay về lại với tâm. Cho nên mình đã khổ như thế nào và mình đã thấm được cái đó, và mình sẽ thương lại người khác. Có nhiều người nói: hồi đó tôi làm dâu tôi khổ với má chồng tôi lắm, cho nên bây giờ tôi quyết định tôi sẽ thương dâu tôi. Tôi không để cho con dâu tôi nó khổ giống tôi hồi xưa nữa, và tôi không muốn trở thành một người má chồng khó khăn như vậy. Thí dụ vậy đó. Đó cũng có hai cách sống. Có những người sau khi mà họ khá rồi thì đó là quyền của người ta. Ta nghĩ là người ta đây có khả năng thì ta ăn chơi thôi. Nhưng cái đó không có tội lỗi gì hết. Nhưng mà được chỉ phần mình thôi. Nhưng bây giờ là phần người. Cho nên mình tự giác thì giác tha. Tự giác rồi, bây giờ phải giác tha. Giác tha là giúp cho người khác giác. Tự độ, phải độ tha. Tự giác, giác tha. Tự độ, độ tha. Cho đến khi nào giác ngộ cho mình, giác ngộ cho người, tới chỗ viên mãn là thành Phật. Chứ Phật có ba cách định nghĩa. Phật là gì? Phật là người tự giác và giác tha. Cho đến khi nào giác hạnh viên mãn, cái hạnh nguyện giác ngộ của Ngài viên mãn, đó là Phật. Chứ Phật Phật có ba cái định nghĩa: tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn. Tự mình giác ngộ, làm cho người giác ngộ, và hạnh nguyện giác ngộ của mình tới chỗ viên mãn là sao? Viên mãn là không dừng lại giữa đường, không chán chường bất cứ một chúng sanh nào. Thôi tôi chán nó quá, mình giúp cho đến khi nào mình chết thôi. Thì khi mình chết là giác hạnh viên mãn. Hay là thậm chí người đó, bây giờ người đó cắt đứt dây chuông với mình, người đó không muốn tiếp tục với mình, thì là mình với người đó xong, chứ mình không tự bỏ người đó. Có những em nhỏ đó, nó tới nó ở chùa đó, nó không có dễ thương. Thì bao nhiêu vị cứ lên nói thấy tội cho Pháp Hòa, cứ phải chịu khổ với mấy đứa đó. Thôi thầy đuổi nó đi, thầy đã làm hết sức của thầy rồi, thầy đuổi nó đi đi, cho thầy khỏe chứ mắc chi mà thầy cứ ôm nó rồi con thấy tội thầy quá. Thì Pháp Hòa nói như thế này: đuổi nó thì được rồi, nhưng mà bây giờ ví dụ nó không có nơi nương tựa, nó ra ngoài nó trở thành một cái đứa du côn du đản, chừng đó mình sẽ tự trách mình bởi hai việc. Một là lòng kiên nhẫn không đủ để ôm ấp một đứa nhỏ. Hai, lòng từ bi không đủ để ôm ấp một đứa nhỏ. Nó nhỏ, nó ăn chưa no, nó lo chưa tới, mình nói theo thế gian là hỉ mũi chưa sạch, nó sẽ làm rất nhiều những điều lỗi lầm mà chính nó đâu, nó nhỏ mà, và chính nó không biết cho nên nó mới như vậy. Mình là người lớn, mình biết hơn mà mình lại đi
đi trách, đi phiền, đi giận cái đứa không biết, mình buông bỏ nó thì mình chưa phải là người đại nhẫn, đại từ. Cho nên từ khi nào nó lên, nó nói giờ con nhất định rồi, con bỏ thầy, con rời khỏi thầy, chứ con không muốn sống với thầy nữa, thì chừng đó mình đành, chứ còn mình không bao giờ tự đẩy nó đi. Và nhờ như vậy cho nên bây giờ em nào nó đi rồi, nó vẫn nhớ mình. À, nó ta bà thế giới, chứ nó đi đâu nó tấp vô đây, nó sẽ tìm cách nó thăm. Hoặc là nó đang ở đâu đó mà nó biết Pháp Hòa tới vùng đó giảng, nó sẽ tìm cách tới nó thăm. Và trong lòng của nó chưa bao giờ nó hận thù mình. Như vậy là mình biết rằng mình đã là một người cha, một người mẹ, một người thầy thành công. Khi nào ai ở với mình mà người ta rời mình á, thì mình hỏi là tôi có làm cho cái gì cho quý vị buồn không? Nếu vì tôi mà quý vị buồn, quý vị đi thì là lỗi của tôi. Còn vì hoàn cảnh quý vị phải đi về, có thế này thế kia thì khác. Ví dụ ngày hôm qua đây, có một vị đến đây và xin ở từ bây giờ cho đến hết khóa tu người lớn là đầu tháng 4 mới về. Đụng cái hôm qua cổ đổi vé cổ đi về mất tiêu. Cái Pháp Hòa mới kêu gọi cô lại, cô ơi cô có buồn gì không? Quý thầy, quý cô, đại chúng có ai làm buồn gì cô mà cô đổi vé cô đi về đột xuất như vậy? Dạ không, không có. Con có việc gấp ở gia đình, con đổi vé con về thôi. Dạ, nếu vậy thì không sao. Còn nếu mà vì cô buồn cái gì cô phải nói, tại vì cô đã đổ đường đến đây rồi mà vì một chút đó lỗi của cái người mình mà không ấy thì không nên. Cho nên thí dụ trong cuộc sống của chúng ta, trước sau gì chúng ta sẽ rời nhau. Một là mình đi trước, hai là người đó đi trước mình. Nhưng mà phải nhớ làm sao đừng để người đó buồn khổ vì mình mà phải đi, thì mình sẽ khiếm khuyết trong cuộc sống của mình. Tu tập nó không có làm sao mà mình nhìn được những cái đó. Để mình ngủ, ta kêu là ngủ ngon, tại vì mình sống một ngày đó mình không có làm những điều gì tác hại đến người khác. Ăn ngon, ngủ yên, chết tốt. Cho nên cái chuyện sống của mình mỗi ngày là mở mắt nhìn đời và nhắm mắt nhìn mình. Nhắm mắt lại để thấy mình, mở mắt ra để thấy người. Mỗi ngày mình làm hai việc, mở mắt và nhắm mắt. Cho nên mở mắt kêu là thức dậy, nhắm mắt kêu là ngủ nghỉ. Như vậy khi nhắm mắt lại, ta nó có cái bài hát ấy, nhắm mắt cho tôi tìm một thoáng hương xưa gì nữa. Một thoáng hương thôi, mà nó thật sự là hương không hay là nó thối. Chơi gọi là đi hành hương. Cuộc sống mình là một cuộc hành hương, chứ không phải đi hành hương như đây đâu. Đi 7 ngày, đi 10 ngày chưa phải là hành, đây là hành hương ngắn hạn thôi. Mình sống với người là một cuộc hành hương. Và mình hành hương như thế nào để sau khi mình đi rồi người ta tới, người ta thắp cho cái nén hương. Phải không? Đơn giản thôi, ta đâu có tới ta làm gì cho mình đâu. Thôi, bà đã phải chết rồi đó, đi lại thắp cho bà nén hương đi. Tiễn nhau bằng một nén hương, vì chúng ta đã sống với nhau bằng một cuộc hành hương. Chúc đại chúng có một cuộc hành hương cho đời mình thật là thơm và thơm mãi. Cũng giống như mình tụng cái bài vậy đó, khói hương xông thấu mấy tầng xanh, rốt ráo tâm con bổn nguyện lành. Xin khói hương này, xin Phật ngự trên khói hương này xin Phật ngự. Nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương, phưởng phất khắp mười phương, cúng dường ngôi Tam Bảo. Mình đi hành hương một tháng cũng chỉ là một tháng thôi, nhưng mà mình quên rằng chúng ta có một cuộc hành hương dài hạn với nhau. Và sống với nhau như thế nào để chúng ta trở thành một cuộc hành hương thật là ý nghĩa. Và khi người đó đi hay ai đi, chúng ta đều tới tiễn bằng một nén hương. Và người Việt Nam nói rất nhẹ nhàng, phải không? Thôi cho nó nén hương đi, tiễn biệt. Tại lúc đó
có cây hương chứ ăn uống gì nữa, phải không? Tiễn nhau bằng một cây hương là được rồi. Và hương này là hương gì? Hương đức hạnh, hương của đời sống. Không có hương nào bay ngược được chiều gió, chỉ có hương của người đức hạnh bay ngược gió muôn phương. Chúc đại chúng an lạc, thảnh thơi. Có hai thầy sống chung với nhau, thì cái thầy này thầy mới thích cái bài Lòng Mẹ, cho nên thầy cứ hát hoài. Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào. Ông thầy ở chung phòng nghe riết, em nói tôi nói thiệt với ông nghe, tôi nghe bà mẹ này riết tôi thấy bả giống mẹ ghẻ lắm. Cho nên á, kinh điển mà đọc không đúng chỗ á cũng không được, phải không? Y kinh giảng nghĩa tam thế Phật oan, ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết. Tùy chỗ mình nói. Hữu thỉnh thì hữu lai, vô thỉnh bất đáo. Người ta có mời mới đến, không có mời không có tới. Tại vì sao? Tại nhưng có những lúc phải là một người bạn không mời mà tới, đặc biệt vậy đó. Cho nên cái chỗ đó là cái chỗ uyển chuyển của sự tu hành. Có nhiều khi á, tang lễ người ta có mời không? Tại sao mình tới? Vì tình mà tới. Đám cưới người ta không mời tới không? Kỳ chết. Tình đó kiếm ăn, phải mời mới tới. Thấy không? Cho nên trong kinh nói á, có nhiều khi Bồ Tát phải làm cái hạnh gì? Không mời mà tới. Tại vì sao? Tại vì mình thấy lúc đó cái sự có mặt của mình người ta cần. Và đôi khi người ta không nói ra, nhưng mình có mặt cho người đó để nó nói lên cái tâm tình, cái đạo tình, cái nhân tình, tất cả những cái mà mình có thể làm được. Cho nên Bồ Tát hạnh vô lượng hạnh, cho nên gọi là vạn hạnh. Vạn hạnh là có những cái hạnh mà thậm chí mình hạ mình, nhưng mà chính cái hạ mình đó nó nói lên muôn hạnh. Vì vậy Phật tử lại Phật. Tại sao mình phải hạ cả thân mình xuống? Tại vì chỉ có giây phút đó mình mới hạ hết cái ngã của mình xuống thôi. Đức Phật giơ tay, chỉ một tay trên trời, một tay dưới đất. Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Thì có nhiều người nói cái ngã đó là cái tôi, cái ta. Giải thích như vậy cũng được. Nghĩa là Đức Phật muốn nói với mình rằng trên trời dưới trời này không có cái gì làm khổ mình bằng chính cái bản ngã của chúng ta. Nói vậy cũng được nữa đó. Trên trời dưới trời, mà quý vị có đồng ý chuyện đó không? Nếu mình không có cái ngã thì mình nhẹ nhàng lắm. Bước nào tôi như vậy, tôi thế này và tôi thế kia. Thí dụ như người ta kêu mình đi quét nhà, tôi vậy mà quét nhà hả? Tôi vậy mà đi rửa chén hả? Thí dụ vậy. Nhưng mà tôi như vậy mà rửa chén mới là vô ngã. Mà tới chừng đó đó, cái ngã thứ hai mới được hiển hiện. Cái chữ ngã trường hợp này, mình sẽ hiểu cái ngã theo cái nghĩa siêu nữa là gì? Ngã này là sự tự tại của một con người. Cho nên Đức Phật nói thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Thì chữ ngã trong lúc này mình cũng được hiểu là trên trời dưới đất này không có gì hạnh phúc cho bằng khi con người sống không ràng buộc. Chữ ngã lúc này nghĩa là tự tại. Vì cái chữ ngã này nó là một trong bốn nghĩa của chữ Niết Bàn. Khi chúng ta nói chữ Niết Bàn là chúng ta nói gọn. Mà đôi khi chúng ta không hiểu Niết Bàn là gì. Và đơn giản hiểu là Niết Bàn là cái chỗ chết tới. Nhưng trong Phật giáo cái chữ Niết Bàn nó không hạ trong cái nghĩa đó. Mà người nào có đủ bốn cái chất liệu, bốn cái tố chất này thì người đó có Niết Bàn. Thứ nhất là thường. Thường là gì? Lúc nào cũng tâm bình thường. Mình ngộ lắm, đeo cái kiến ở trên mắt mà vẫn đi tìm kiến. Cầm chìa khóa trong tay mà đi tìm chìa khóa. Có không? Có. Cái đó gọi là gì?
Cái đó là tại vì miễn sao cởi trâu mà tìm trâu. Nhà Phật gọi cái nhà thiền á, dùng cái từ cởi trâu mà tìm trâu. Mình đang sống trong cái bình thường nhưng mình không bao giờ biết hưởng cái bình thường đó. Thí dụ người ta gặp mình: chị lúc này sao, khỏe không? Chị chán phèo bình thường. Nhưng khi khổ đau nó đến, trời ơi con chỉ muốn bình thường mà sao không được. Nhưng những lúc bình thường thì lại không sống được với nó. Cho nên chư tổ nói sao? Tâm bình thường là đạo. Có một lần Pháp Hòa đi giảng, cô Phật tử thương quá viết câu hỏi lên: thầy ơi, con nói bạn con đi nghe thầy giảng, bạn con nói thầy bình thường quá có gì nghe. Mà con rất là buồn, tại con thấy thầy rất là đặc biệt. Mà không, người ta coi em bình thường là em mừng đó, chứ chỉ sợ họ coi em bất thường thôi. Cho nên ai mà nói mình bình thường phải mừng, hiểu không? Tại vì mình bình thường nghĩa là đói mình biết ăn, chỉ có sợ đói là đi ăn, ăn tầm bậy thôi, cái đó là bất thường. Cho nên á, mình sống được với cái bình thường đó là mình sống với đạo. Ở đời vui đạo hãy tùy duyên, đói đến thì ăn mệt ngủ liền. Trong nhà sẵn báo khỏi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền. Đó là đạo chứ gì nữa. Mà đó là tinh thần của ai? Tinh thần của Trúc Lâm Đại Đầu Đà, thiền sư Trần Nhân Tông. Một thiền sư người Việt Nam mà Ngài đã dạy mình vậy đó. Ngài dạy mình cái đạo lý để sống. Đó là ở đời vui đạo hãy tùy duyên. Hồi nãy quý vị đâu có bao giờ nghĩ là sáng nay đi lên chùa Huyền Quang nghe pháp thoại được ngồi hạng A đâu. Nãy mua vé ngồi dưới kia kìa. Rồi thế thái nhân tình đẩy lên tới đây. Nói rằng có một cái con lừa đó, nó bị té xuống cái hố, thì người ta muốn cứu nó mà cứu không được. Cuối cùng người ta quyết định thôi chôn nó đi. Thì mới biểu hết tất cả mọi người, mỗi người cầm một cái xẻng, xúc một muỗng đất, lấp đất chôn nó. Thì khi mà nó đứng ở dưới cái hố đó, người ta lấp đất xuống cái, nó lắc người một cái đất nó rớt. Là mạng lát nữa 100 cái xẻng đất nó lắc riết cái bồi đất lên cái nó đi ra khỏi cái hố đó. Cuộc đời này nhiều khi người ta muốn lắp đất ta chôn mình, nhưng nếu mình biết lắc mình thì mình sẽ tự đi lên được chưa? Để là mình, tôi đâu cần làm gì đặc biệt đâu, tôi chỉ cần lắc mình cả. Phải không? Tôi không cần làm gì đặc biệt. Anh nói tôi nghe tôi hiểu. Nhưng sao tôi nhịn? Tại tôi tu. Chứ tôi đâu có ngu mà tôi không hiểu. Cho nên đó là ngã. Ngã là sự tự tại của một người. Đó là thường. Thường là tại sao? Vì mình thấy cuộc sống này ai sống rồi cũng chết. Mà đã biết là chết thì tại sao phải tranh giành? Thôi anh hơn được một chút, anh cũng hơn được tôi chứ anh đâu có hơn được người kia. Không tin quý vị đi ra xe, quý vị lấy xe đó, quý vị lấn. Lấn được 2-3 chiếc là rốt cuộc cũng sao cả chục chiếc trước. Vậy mà cũng cứ lấn. Ngồi chen chút với nhau để được hơn người kia, nhưng mà hơn ai? Nhiều khi mình sống trong một cái cơ quan làm việc với nhau, mình lấn để mình hơn người kia một chức, nhưng mình cũng phải dưới chức của người khác. Vậy mà mình cứ làm mệt mỏi cuối năm, cuối ngày và cuối tháng. Cho nên rốt cuộc rồi mình không có một ngày ngủ ngon. Tại vì cái này nó làm việc cực quá. Phải ngày mai phải làm gì để tranh đấu cái chuyện đó. Nhưng mà sống với cái thường là sống với Niết Bàn. Sống với cái lạc. Lạc là gì? Lạc là vui. Mà cái vui này cái vui bình thường lắm. Ở trong chùa không có ai tới cũng lạc. Còn mà bữa nay rần rần vậy nào không có lạc rồi nha. Cái này hỷ à. Cái này là hỷ. Hỷ là vui. Nhưng mà cái vui này tạm thời. Chiều nay nè,
Mọi người đi về hết rồi bắt đầu súng nhau dọn bàn dọn ghế, lúc đó lạc đó. Em làm chuyện này hoài. Chùa của em á, bển nó chủ nhật nè, em cũng đi gom dép em cất đó. Nhưng mà mình, đó là cái chuyện bình thường của mình mà mình làm trong cái tĩnh lặng, cái enjoy là lạc. Niết bàn thường lạc. Và mình làm không bị cái giai cấp, cái chức vụ nó làm khổ mình. Trời, trụ trì mà đi gom dép. Trụ trì mà đi gom dép được thì gọi là ngã, không có vướng cái tiếng của chữ trụ trì. Cho nên Đức Phật chỉ tài. Cho nên thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, hiểu theo hai nghĩa đều được hết. Nói Đức Phật sao kỳ vậy? Đức Phật lại tự cao tự đại. Phật nói Phật là tôi là tôi là tối tôn nhất. Chữ tôi đây là Đức Phật muốn nói chung cho tất cả mình đó, chứ không phải nói ngài không đâu. Trên trời dưới đất này, chính cái ngã là nhận chìm con người khổ nhất. Mà nó khổ một cái á, làm chức lớn á thì mình vướng rồi, nhưng mà thậm chí làm chức giữ ngựa cũng dính vào đó. Quý vị nhớ ai không? Bạch Mã Ôn đó, Tôn Ngộ Không đó, lên trời giành chức, rốt cuộc được chức gì? Làm cái người giữ ngựa, nhưng tự cao tự đắc với cái chức đó. Đến một ngày nọ bị người ta nói cho mình biết cái chức đó không có lạ gì hết. Bắt đầu sao? Tại sao mấy bữa trước mình lại rất happy, rất là vui với cái ngã đó, mà khi người ta nói một cái thì cái ngã này nó sụp đổ? Như vậy cái chức này nó có thật không, hay là tự mình định nó khổ với nó? Cho nên cái đoạn phim đó trong Tây Du Ký là để muốn nói với chúng ta cái message đó, cái thông điệp đó. Hồi mình chưa đi tu á, ta gặp mình ta nói con, cái mình vui lắm. Nhưng mà khi mình đi tu mình được làm chú tiểu, cái ta gặp mình ta kêu con, tôi là chú tiểu rồi, với cái bằng chú. Rồi cái đứa nào được thọ tỳ kheo, ta không biết, ta vô ta gặp chú nói không, bữa nay tôi là thầy rồi. Rồi tu được 20 năm tuổi đạo, tuổi đời được 40 năm, cái ta đưa lên làm thượng tọa. Cái bữa nào ta kêu đại đức, cái buồn hiu nói tôi thượng tọa mà cứ kêu đại đức hoài. Nhưng Phú Hòa Nội kết với cái cô Diệu Minh ở đây lắm. Tại cô gặp cổ cứ đi lên đây cổ biểu đại chúng đứng dậy mời thượng tọa. Mình đâu có thượng tọa gì đâu, ông thầy tầm thường thôi là đã mừng rồi. Chào quý vị, gặp em quý vị cứ kêu thầy Pháp Hòa là em mừng rồi. Chỉ sợ bữa nào buồn kêu em thằng nó chết. Quý vị hiểu là nói không? Thường, lạc, ngã. Chữ ngã này Pháp Hòa muốn nói với đại chúng hai ý. Rồi nếu mà đến cái ngã siêu hơn, đó là sự tự tại. Tự tại là gì? Nó khác với tự do. Tự do là sao? Tự do là khi con người bị ràng buộc và muốn tranh đấu ra khỏi cái chỗ đó, cho nên mới gọi là tự do. Còn người tự tại sống ở đâu cũng là cái nơi chốn của họ. Phải không? Đạo vốn không nhan sắc, mà ngày thêm gấm hoa. Trong 3000 cõi ấy, đâu chẳng phải là nhà. Ở đâu cũng là nhà mình hết. Cho nên đó, đối với tinh thần Bồ Tát, địa ngục cũng là thiên đường, cũng là tịnh độ. Cho nên các vị mà tu tịnh độ mà siêu hơn là gì? Ta bà là tịnh độ. Khổ đau là hạnh phúc. Không đau khổ lấy chi làm hạnh phúc. Không nghèo thương sao biết chuyện con người. Không nghèo đói làm sao thi vị hóa. Không lang thang đâu biết gió mưa nhiều. Mình phải có lang thang mà biết chuyện này chuyện kia, phải không? Cho nên mình cực khổ để mình làm một cái việc là ta lần mò leo mãi không qua được vết sầu. Chút nữa đây á, chúng ta sẽ được đi lên tắm Phật. Không phải Đức Phật dơ mà cần mình tắm.
Nhưng mà đây là một biểu tượng để bày tỏ, nếu nói với văn hóa truyền thống là bày tỏ sự tôn kính. Vì đây là mình không phải đăng tấm một Đức Phật gọi là thành đạo, mà một con người mới sinh. Cho nên có những người, người ta mới vào chùa đó, mình phải chăm sóc, mình phải hộ niệm. Chứ đừng có sống theo cái kiểu là ma cũ ăn hiếp ma mới. Mà mình thấy người nào mới sinh, tức là sơ sinh đó, mới tới, mình phải bảo bọc, mình phải hướng dẫn, mình phải giúp đỡ, để người ta cảm thấy rằng người ta đến với trong cái cuộc sống mới này nó có được một sự bình an. Cũng như một đứa con nít thôi. Tại sao đứa con nít nó ngủ, nó giật mình vậy mà nó không thấy ai? Là nó khóc, nó không biết nói gì hết. Nhưng mà trong thầm lặng nó cảm nhận rằng nó đang cô đơn, nó đang sợ hãi. Con nít mà nó còn biết như vậy thì huống chi người lớn. Vậy thì đây là biểu tượng ha, một đứa nhỏ mới sinh, một người mới sinh thì chúng ta chăm sóc. Và Đức Phật ở đây còn biểu tượng cho hồi nãy vừa nói đó, cái tâm tĩnh lặng giác ngộ ở nơi mình. Nhưng mà tại vì mình lăn lộn quá cho nên mình bụi nó bám. Bây giờ mình phải lấy cái nước mình rửa. Cho nên trong cái nước đó phải để ít hoa. Vì hoa là tượng trưng cho giới, nước là tượng trưng cho định, Phật là tượng trưng cho tuệ. Giới, định, tuệ. Nhưng mà tuệ từ đâu mà có? Từ giới định mà sanh. Từ giới mà sanh định, từ định mà sanh tuệ. Nước định pha với nước hoa giới tẩy rửa ra một con người sáng suốt. Nếu mình chưa bao giờ khổ đau, chắc gì mình biết dừng lại để quán lại khổ đau của đời mình, để rồi từ đó mình giác ngộ. Cho nên khi mình chưa giác ngộ, mình là một cái ngã trầm luân. Khi giác ngộ rồi thì mình một cái ngã tự tại. Thế thì bây giờ chúng ta hiểu được chữ ngã trong câu thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Và chúng ta hiểu tại sao chúng ta tâm Phật. Đây là một cái văn hóa, cái truyền thống thôi. Và quý đại chúng nhớ vậy nè, trong tất cả mọi phương tiện đều là những phương tiện để chuyên chở đạo lý. Vì vậy nhà Phật mới có câu gì? Văn dĩ tải đạo. Văn chương chữ nghĩa vốn nó chuyên chở cái đạo lý. Thực chất của đạo không có gì để nói hết. Cho nên chân kinh là không có chữ. Cho nên đường Tam Tạng, thầy trò Tôn Ngộ Không đi thỉnh kinh lên Phật Tổ, nói xin cho con chân kinh. Chân kinh thì làm sao có chữ? Tại cái chỗ chân thật đó, từ ngữ nói là kẹt hết. Rồi rốt cuộc phát hiện ra không được, con trở về thế gian người ta cần chữ nghĩa. À, ông thỉnh kinh này là gì? Kinh phương tiện. Cho nên phải có chữ. Cái chỗ tổ cùng của sự tu hành là tĩnh lặng. Nhưng mà giờ người ta chưa biết tĩnh lặng, mình phải hướng dẫn đó. Như ngồi thiền vậy đó. Quý vị ngồi thiền 30 phút mà hướng dẫn hết 15 phút. Ngồi thẳng lưng, hít vô, thở ra, quán gì, tưởng gì. Rồi đang suy nghĩ, trời, hình như có bún mắm. Thì các vị ta biết vậy, ta nói trở lại, lát nữa ăn bún mắm. Bây giờ ăn món thở trước. Tại vì có thở thì lát mới ăn được, còn thở lát mới có ăn. Quý hiểu ý không? Cho nên vị thiền sư trả lời không? Có một người đã đến gặp một vị thiền sư. Ông là ông quan mà. Thiền sư hỏi: ngươi thấy gì mà ngoài áo mão cân đai? Ngươi thấy gì ngoài áo mão cân đai? Ông này nói: gió lùa khung cửa vắng, nghe gió thoảng hiên ngoài, trăm năm trời đất chuyển. À, im nghe trời đất chuyển, trăm năm chỉ một ngày. Im nghe trời đất chuyển, trăm năm chỉ một ngày. Mình cần làm việc đó.
có những lúc mình cần im lặng, trở về với chính mình để nghe mọi sự nó đang chuyển biến trong cuộc đời này. Rốt cuộc mình chỉ hiểu được một việc thôi, ai rồi cũng đi về cái chỗ tịch tịnh đó. Nhưng người nằm xuống tịch tịnh bằng cái sự tự tại gọi là viên tịch, còn người quằn quại khổ đau để chết gọi là gì? Si lắc leo, qua đời từ trần. Còn đối với một người giác ngộ, ta coi cái chuyện sống chết bình thường, cho nên gọi là viên tịch. Chữ viên là mãn, tròn đầy, tịch là vắng lặng. Ngày thường thầy cũng vắng lặng, nhưng hôm nay thầy vắng lặng hoàn toàn. Cho nên cái người mà người ta sống tự tại là vậy. Một vị hòa thượng, một vị thiền sư ở một cái nơi chốn mà không có dao cạo râu, tại vì người ta không cho. Ngài làm bài thơ: trên đời quý nhất chỉ bộ râu, khi buồn ta vuốt để giải sầu. Râu ta nào phải đâu râu cọp, khi buồn ta vuốt có sao đâu. Đó là sự tự tại của người tu. Thôi thì hôm nay nhân chút nữa đây, chúng ta sẽ tuần tự đi lên tấm Phật. Đại chúng đừng nói chuyện trong khi mình tấm Phật, mà phải đem hết tâm thành, múc một gáo nước lên, giới một nước thứ hai, định, chắp tay xá Phật tuệ. Đừng nói chuyện. Hay là quý vị nói nguyện không làm điều ác, gáo thứ hai nguyện làm các việc lành, gáo thứ ba nguyện độ tất cả chúng sanh, tam tụ tịnh giới. Đừng làm việc ác, nên làm việc lành, giữ tâm trong sạch. Đó là chuyên chở hết đạo lý 40 năm của Đức Phật. Ai hỏi mình, Đức Phật nói nhiều quá 45 năm, vậy bây giờ anh gọn gãy đạo lý nhà Phật cho tôi nghe coi. Dạ thưa, đạo lý nhà Phật: đừng làm các việc ác, nên làm các việc lành, giữ tâm cho trong sạch. Người mà tâm trong sạch thì đâu bao giờ làm chuyện không đàng hoàng, phải không? Cho nên thí dụ nếu tôi ăn chay, nghĩa là tôi không có ăn mặn. Hồi đó có hoài có một đứa đệ tử đi học về, hỏi có ăn cơm chưa con. Nó không có trả lời câu hỏi Pháp Hòa. Nó nói dạ chiều nay con không có ngủ. Ai cũng ngơ ngác với câu hỏi của thiền sư. Nhưng mà tại vì mình nuôi con, mình hiểu con. Nó nói gì thầy hỏi nó ăn cơm chưa, mà nó chiều nay ngủ. À chiều nay nó không ngủ nghĩa là nó có ăn. Chứ nếu nó ngủ thì nó đâu có ăn. Cho nên á, niết bàn là gì? Khi vắng mặt khổ đau. Chữ nơ vana, nơ là no, vana là negatives, thấy không? Niết là không, niết là không, bàn là sân, không sân là niết bàn. Niết là không, bàn là si, thấy không? Nơ, no, vana, negatives. Whenever you have no negatives, that's nirvana. So enjoy your nirvana. Chúc đại chúng lúc nào cũng sống được với thường, lạc, ngã, tịnh. Đó là bốn chất của chữ Niết Bàn. Niết Bàn là nói gọn, mà nghĩa của Niết Bàn thật ra là tám lần, gọi là Niết Bàn Bát Vị. Nhưng đây là bốn nghĩa chính: thường, lạc, ngã, tịnh. Mà Pháp Hòa muốn nói chữ ngã nhiều hơn là vì cái câu mà Thái tử Siddhartha đã nói: thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Khi Ngài nói trên trời dưới đất có mình tôi là tối tôn, đừng hiểu Ngài nói Ngài. Ngài nói đây là gì? Tất cả cái tôi, phải không? Tất cả cái tôi đó nó làm khổ mình đó. Mà vì cũng từ cái tôi đó mà bỏ cái tôi đó thì có một cái tôi gì? Trong sáng hơn, đó là sự tự tại. Chúc đại chúng tự tại.